Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày hôm nay đã là ngày thứ tư xảy ra vụ cháy chung cư mini nghiêm trọng ở địa bàn Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay mất người thân. Và đã có nhiều người, họ không quản ngại đường xa đến Khương Hạ để ủng hộ tiền, vật chất với những người không may gặp nạn trong vụ cháy này. Tình thân, tương ái sẻ chia lúc khó khăn lúc này cũng làm ấm lòng những người, những gia đình bị thiệt hại. Trưa nay, từng tốp người tiếp tục đến khu vực xảy ra vụ cháy thương tâm để đặt một bó hoa, thắp một nén hương cho các nạn nhân xấu số. Không ngại đường xa, cũng chẳng hề quen biết với các nạn nhân, họ đến đây để chia sẻ và đồng cảm với những gia đình bị thiệt hại. Nó đang tuổi con, tuổi cháu cả. Tất cả biết là những người lớn thì cũng đều là thương tâm cả, nhưng mà vì các cháu nó còn quá nhỏ, nó chưa biết gì mà nó không may gặp trong cái cơn hoạn nạn này thì đúng là quá thương nó. Quá thương. Chỉ mong cho những người đã quá cố là được siêu thoát, được đi về với cõi trời, được thanh thản. Chùa Khương Hạ, nơi tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại chung cư trong ngõ 70, phố Khương Hạ. Hàng nghìn người dân đến thắp hương, bày tỏ lòng tiếc thương. Nhiều người đã không cầm được nước mắt. Thật sự là tôi nghe rất là đau xót. Đến đây thì cũng không thể cầm nổi nước mắt. Rất là thương các người dân ở đấy. Thì thôi, bây giờ cũng hy vọng là người dân được siêu thoát để những người mà người nhà vẫn còn sống sót được ấm lòng hơn. Thưa quý vị, hiện tôi đang có mặt tại Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình. Tại đây thì các vật phẩm và tiền quyên góp từ thiện cho các nạn nhân tại vụ hỏa hoạn chung cư mini sẽ được Mặt trận Tổ quốc của phường tiếp nhận. Dù những phần quà này tuy nhỏ nhưng lại mang giá trị tinh thần rất lớn cho những người nhận. Rất muốn là góp một cái phần nhỏ bé của mình vào cái đối với những cái nạn nhân mà liên quan đến cái vụ cháy, để cũng làm bớt đi những khó khăn, thể hiện cái tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách những cái lúc mà gặp khó khăn như thế này. Quần áo, chăn màn, nhu yếu phẩm và tiền mặt, tất cả đều được các mạnh thường quân gửi tại đây để giúp đỡ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại đường Khương Hạ. Nhiều người đã tranh thủ giờ làm để đến quyên góp và ủng hộ. Chính quyền địa phương khuyến khích người dân ủng hộ từ hiện vật sang tiền mặt, bởi việc bảo quản hiện vật có thể gặp khó khăn do tiếp nhận quá nhiều. Tôi thấy thực sự rất là đồng cảm và đau xót, thì tôi đến trước tiên là ủng hộ và sau đấy là phụ giúp mọi người tiếp nhận những đồ mà của các mạnh thường quân gửi về, như là mì rồi sữa rồi tất cả mọi thứ, như là thực phẩm, nhu yếu phẩm các thứ, thì sẽ trở về đây và để tập kết tại điểm nhà văn hóa này. Trong những ngày qua, có không ít bài đăng kêu gọi ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội và nhanh chóng được sự chú ý của nhiều người. Không thể phủ nhận, sức lan tỏa từ mạng xã hội có thể thực sự giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, cũng như kết nối các tấm lòng hảo tâm. Nhưng người dân cũng cần lưu ý cảnh giác để lòng hảo tâm được đặt đúng chỗ. Nhằm đảm bảo mọi sự hỗ trợ về vật chất đối với nạn nhân trong vụ hỏa hoạn được thực hiện một cách minh bạch, mới đây, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã thông báo các số tài khoản tiếp nhận chính thức để đảm bảo công bằng, công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng. Ngay sau phiên khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, đầu giờ chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Liên minh Nghị viện Thế giới và lãnh đạo nghị viện các nước thành viên tham dự hội nghị đã đến hiện trường thắp hương cho các nạn nhân vụ cháy ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Liên minh Nghị viện Thế giới và lãnh đạo nghị viện các nước thành viên tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến trước tòa nhà xảy ra vụ cháy đêm ngày 12 tháng 9, thắp hương cho các nạn nhân trong vụ cháy. Chủ tịch Quốc hội đã thăm hỏi tình hình công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trong đêm hỏa hoạn với bà con, đồng thời bày tỏ sự chia buồn sâu sắc, chia sẻ những mất mát, đau thương đối với các gia đình có người bị nạn, những gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy. Chủ tịch Quốc hội biểu dương Đảng bộ, chính quyền các cấp, ngành thủ đô, bà con nhân dân khu phố đã nỗ lực hết sức bằng cả trái tim và trách nhiệm tham gia công tác cứu hỏa, cứu người bị nạn. Những cái thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, những đô thị đặc biệt này thì từ vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, con người, phương tiện nó thích hợp với cái kiểu như thế này. Đúng không?
khi bây giờ phải có những xe máy để mà làm cứu hỏa ấy, là xe mô tô nhỏ, tăng cường thêm những cái đó, chăm lo xây dựng cho các lực lượng như thế nào để đáp ứng yêu cầu này, rồi cái tuyên truyền vận động người dân tự giác, rồi các cái khi hướng dẫn việc nó xảy ra lên sự đáng tiếc rồi nhé, cũng phải rút kinh nghiệm. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thành phố Hà Nội cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm thật sâu sắc về sự cố này, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời ra soát việc chấp hành thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra các vụ việc tương tự. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã đến bệnh viện Sanh Pôn động viên, thăm hỏi 4 nạn nhân trong vụ cháy. Ngay từ khi các nạn nhân nhập viện, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn đã bố trí các y bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, túc trực cấp cứu. Hiện 3 nạn nhân là người trong một gia đình đang điều trị tại khoa bỏng, người vợ hiện đang mang thai. Nạn nhân thứ 4 là một phụ nữ bị chấn thương cuộc sống, đang điều trị ở khoa phẫu thuật thần kinh. Cả 4 bệnh nhân hiện đã đều thoát khỏi tình trạng nguy kịch, sức khỏe hồi phục tích cực, có thể nói chuyện. Chủ tịch Hà Nội biểu dương tinh thần khẩn trương, hết lòng vì người bệnh của các y bác sĩ bệnh viện Trung ương và Hà Nội, nỗ lực cứu chữa các nạn nhân. Các tầng lớp nhân dân đã chung tay giúp đỡ nạn nhân trong lúc hoạn nạn và yêu cầu tiếp tục theo dõi sát sao sức khỏe của nạn nhân, vừa chăm lo sức khỏe, vừa quan tâm động viên tinh thần người bệnh và người nhà bệnh nhân. Với mong muốn phần nào chia sẻ mất mát thiệt hại của các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, vào chiều nay tại Bệnh viện Bạch Mai, đại diện lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trao tặng những phần quà đến các nạn nhân và người nhà của các nạn nhân. Với tinh thần tương thân tương ái, đoàn công tác do Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng Nói Việt Nam Vũ Hải Quang làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Bạch Mai để thăm hỏi, động viên và chia sẻ những mất mát lớn lao với những nạn nhân, người nhà nạn nhân trong vụ hỏa hoạn diễn ra vào ngày 12 tháng 9 vừa qua. Đến thăm, gặp gỡ các nạn nhân và thân nhân những người thiệt mạng do vụ cháy gây ra, ông Vũ Hải Quang chân thành chia sẻ trước những đau thương mất mát của các gia đình, đồng thời động viên và mong muốn mọi người sớm ổn định tâm lý, vượt qua khó khăn, mất mát, dần ổn định cuộc sống. Thì với cái vai trò là một cái cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, thì Đài Tiếng Nói Việt Nam trước hết là trích ra 30 triệu từ cái quỹ công đoàn để gửi cho Bệnh viện Bạch Mai, và cùng với Bệnh viện Bạch Mai để góp phần, để tích cực để điều trị cho các cái bệnh nhân không may gặp nạn mà đang điều trị tại Bạch Mai. Đồng thời là Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng giao cho cái báo điện tử VTC News là một cái tờ báo trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam kêu gọi các cái mạnh thường quân, các nhà hảo tâm có cái quyên góp để giúp đỡ các cái nạn nhân trong cái vụ cháy cái chung cư mini vừa qua. Thì hiện nay cho đến thời điểm này thì báo VTC News đã huy động được khoảng gần 1 tỷ 2. Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang khẳng định với truyền thống tương thân tương ái, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn chia sẻ, đồng hành cùng các nạn nhân gặp thiên tai, tai nạn nói riêng và những hoàn cảnh khó khăn trong cả nước nói chung. Chiều nay, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản 4157 về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở. Bộ Xây dựng yêu cầu tiếp tục thực hiện các nội dung nêu trong văn bản số 2937 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Bộ Xây dựng. Đối với các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ ở đã hoàn thành thì phải khẩn trương rà soát toàn bộ để phát hiện các vi phạm, có giải pháp ngăn cách khu vực để xe với khu vực ở và có lối thoát nạn riêng, đầu tư trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy phù hợp. Đối với các công trình nêu trên khi xây dựng mới thì các cơ quan có thẩm quyền của địa phương phải kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, quản lý việc cấp phép xây dựng, quản lý chất lượng, quản lý trật tự xây dựng theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.